Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của bản tin trong nước. Thưa quý vị, hội nghị về triển lãm về ngành dầu khí Đông Nam Á ACOP 2013 sẽ được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 tới. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay có khoảng 120 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị triển lãm trong ngành dầu khí Đông Nam Á được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, luân phiên giữa các nước thành viên. Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại Việt Nam dưới sự chủ trì của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, chương trình năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 120 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí đến từ các quốc gia ASEAN, cũng như các nước Nga, Mỹ, Hà Lan, Pháp, Na Uy và Trung Đông. Triển lãm sẽ trưng bày và giới thiệu những trang thiết bị và kỹ thuật dầu khí hiện đại, phục vụ việc thăm dò, khai thác, chế biến và vận chuyển dầu khí. ESCOP là viết tắt của Hội đồng Dầu khí Đông Nam Á, được thành lập từ năm 1995 Đến nay, thành viên của hội đồng này đã bao gồm đầy đủ các công ty dầu khí hoặc cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí của 10 quốc gia ASEAN. Hiện nay, các thành viên trong ASCOP đang hợp tác, nghiên cứu và chia sẻ thông tin về các dự án, thăm dò khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, đường ống khí ASEAN, thương mại thị trường, công nghệ và dịch vụ, hội đồng tư vấn khí ASEAN và an toàn môi trường. Riêng dự án đường ống khí ASEAN, trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm lần này, dự kiến công ty dầu khí các quốc gia sẽ có buổi trao đổi về việc gia hạn và mở rộng hợp tác xung quanh dự án này thì vào tháng 9 năm 2013 và vừa rồi thì hội nghị bộ trưởng các nước trong khu vực ASEAN có liên về vấn đề năng lượng thì đã thống nhất triển hạn cái thỏa thuận hợp tác trong cái đường ống Trans ASEAN này thêm 10 năm nữa và sẽ cùng bao gồm cả sang cái lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực LNG, trong đó các nước sẽ có cái sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc mua bán, thu xếp các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn của LNG cũng như cái kinh nghiệm về vấn đề vận hành các cái kho rồi khả năng là sử dụng chung các cái cơ sở hạ tầng liên quan đến việc cung cấp khí đặc biệt trong lĩnh vực LNG. Ngoài ra, ASCOP 2013 cũng tổ chức chuỗi hội nghị về hoạt động dầu khí của các nước trong giai đoạn hiện nay, cũng như tìm giải pháp vượt qua những khó khăn trong ngành. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu các quận huyện ra soát lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để báo cáo thành phố trước ngày 25 tháng 11 tới đây. Theo yêu cầu của thành phố, các quận huyện phải lập danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và cơ sở nhà đất không phù hợp quy hoạch về sở tài nguyên và môi trường. Sở này sẽ tổng hợp và báo cáo lại với thành phố. Cũng theo yêu cầu của thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường phải tổng hợp các ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và cơ sở nhà đất không hợp quy hoạch. Sở Nội vụ sẽ thẩm định lại và trình bày thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm nay. Đây là một trong những động thái nhằm siết chặt quản lý về môi trường sau khi phát hiện công ty thuộc gia Hào Dương tại nhà bè tiếp tục có hành vi xả thải ra môi trường. Trước đó, hãng này đã từng bị xử phạt 10 lần vì vi phạm luật môi trường. Theo quyết định mới nhất, thành phố đã có quyết định đình chỉ hoạt động công ty này kể từ ngày 10 tháng 11 cho đến khi thực hiện xong các biện pháp bảo vệ môi trường. Sau đây là một thông tin khá quan trọng. Thưa quý vị, xây dựng thương hiệu là đề tài muôn thở của doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, việc thiếu hụt những thương hiệu tầm cỡ trong một thị trường hàng hóa với vô vàng sản phẩm dường như không phải là chuyện riêng của Việt Nam mà đang là xu thế chung. Đó là quan điểm của ông Nigel Hollis, nhà nghiên cứu về thương hiệu, tổng giám đốc Millwall Brown Toàn Cầu, tác giả quyển sách The Meaningful Brand, How Strong Brand Make More Money. Trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam, FBNC đã có cuộc trao đổi ngắn về nguyên nhân của hiện trạng này. Mời quý vị theo dõi. you mentioned in your book. Thưa ông, trong quyển sách của mình, ông có nói rằng thị trường ngày nay là một thị trường ngập hàng hóa nhưng thiếu thương hiệu. Nguyên nhân căn bản của vấn đề đó là từ đâu ạ? À? Tôi nghĩ mọi người đã quên mất mục đích chính khi đưa ra các quyết định kinh doanh của mình. Họ cần phải tạo ra sự khác biệt trong hàng hà xa số các sản phẩm tiêu dùng và trong chính lĩnh vực mà mình đang tham gia. Nếu họ không có thương hiệu để khách hàng phân vân lựa chọn, thì chỉ có một yếu tố để họ cân nhắc và đưa ra quyết định, đó là giá cả. Nhưng chúng ta không muốn họ chọn sản phẩm vì giá cả, mà chọn vì những giá trị khác. Nhưng cho dù có thương hiệu đi chăng nữa, việc xây dựng sự gắn bó, lòng trung thành cho người tiêu dùng với thương hiệu có vẻ ngày càng khó. Theo ông là vì sao ạ? Đó là sự thật. Rất khó để khiến cho khách hàng gắn bó với thương hiệu, bởi vì nhiều trường hợp thương hiệu chỉ mang giá trị nhận biết. Khách hàng biết đó là thương hiệu gì, nhưng không cần biết thương hiệu đó đại diện cho điều gì. Họ cũng không cần biết chuyện họ nghĩ gì, cảm thấy gì quan trọng ra sao với doanh nghiệp. Và đây chính là lúc mà cái phát huy. Trong giai đoạn kinh tế, tế chưa có những phục hồi mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp băn khoăn rằng việc đổ tiền vào xây dựng thương hiệu liệu có thể kiếm ra tiền ngay được ngay. Quan điểm của ông như thế nào ạ? Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng những thương hiệu nào ngưng quảng cáo trong bối cảnh suy thoái là những thương hiệu bị mất thị phần. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi suy thoái chấm dứt. Bởi vì những thương hiệu nào tiếp tục mở rộng quảng cáo trong thời gian khó khăn, thì sẽ được khách hàng nhớ đến và càng được nhớ đến họ càng an toàn, càng trở nên có ý nghĩa với người tiêu dùng. Ông có thể chia sẻ thêm vài lời khuyên cụ thể trong việc xây dựng thương hiệu tại Việt Nam hay không ạ? Lời khuyên của tôi cho doanh nghiệp Việt Nam cũng giống như lời khuyên cho tất cả doanh nghiệp trên thế giới. Mọi người đều tìm kiếm những sản phẩm gia tăng giá trị cho cuộc sống của mình. Dĩ nhiên, họ muốn tìm những thứ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của mình, nhưng đồng thời cũng muốn những sản phẩm mang lại cho họ nhiều cảm xúc. Họ cũng cần biết điểm khác biệt của thương hiệu này so với thương hiệu khác để lựa chọn và để khẳng định mình. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, theo Nghị định 182 do Chính phủ vừa ban hành, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng thêm 15%. Nghị định 182 thay thế Nghị định 103 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, thì mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 đến 350.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu mới cao nhất là tại vùng 1 với 2 triệu 700.000 đồng một tháng và thấp nhất là vùng 4 với 1 triệu 900.000 đồng một tháng. Như vậy, lương tối thiểu năm 2014 tăng xấp xỉ khoảng 15%, thấp hơn 2% so với đề xuất trước đó của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thưa quý vị, một trong những đại gia dịch vụ taxi ở Việt Nam, hãng taxi Vinasun vừa mới tổ chức lễ truyền thống mừng 11 năm thành lập công ty. Hơn 500 lái xe trong tổng số hơn 10.000 lái xe của hãng này đã nhận quyết định khen thưởng trong buổi lễ. Trong buổi lễ có tổng cộng 14 gia đình và 48 lái xe được tuyên dương để đạt cái danh hiệu cấp công ty như lái xe có doanh thu cao, lái xe bảo quản xe tốt, lái xe gương mẫu, nhiều lần trả tài vật cho khách hàng, lái xe có tinh thần vượt khó, gia đình có nhiều người lái xe Vinasin vân vân. Trước đó, hãng này cũng đã trao 456 phần thưởng cho các lái xe đoạt giải cấp chi nhánh, cấp đội, Tổng giá trị các phần thưởng lên tới trên 1 tỷ đồng. Về phía chính quyền và hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố và hiệp hội taxi cũng đã trao bằng khen cho các tài xế trả lại tài sản cho khách hàng hoặc là có hành động giúp đỡ khách hàng. Vinasun là một trong những đại gia trong ngành dịch vụ taxi tại Việt Nam. Hiện hãng này có hơn 4.600 đầu xe, tổng số lao động lên tới 13.000 người. 9 tháng đầu năm hãng này đạt doanh thu trên 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 170 tỷ đồng vừa rồi là phần tin trong nước quang vinh sẽ quay trở lại với phần tin thế giới trong ít phút nữa